to push you away, but I'm magnetic to the madness. Should just move on, baby. Guess I'm stuck in yesterday. I never wanted to have this. It's kind of a lemon. Ôi, xin chào tất cả cô dì chú bác anh chị em, cho hai anh em mình gửi lời chào hết tất cả. Tối nay hai anh em mình đi đánh cà cuốc cả nhà. Hôm gầy mưa gió đang bão vô bão quá trời, không có săn bắt gì được. Nên chiều đỡ đỡ, nên hai anh em đi văn lứ đánh cà cuốc cả nhà. Thì chúng xíu đánh cà cuốc xong, hai anh em đi đuổi xong thì về, anh em mình tiếp tục đi chích cá, kiếm cá cả nhà. Không gầy không có đi săn bắt gì cũng buồn quá. Thì trước tiên thì cũng cho hai anh em mình cảm ơn cả nhà trong thời gian qua ủng hộ, cũng như là đăng ký kênh để hai anh em có động lực làm những clip tiếp theo. Thì mình giờ chỉ còn có thời gian nữa là đủ điều kiện rồi. Còn lượt đăng ký thì mình đã đủ rồi, còn cái thời gian thôi. Hả? Xuồng này được không? Thôi ở đây mình xuống rồi, mình nào đuổi ra tới ngoài bấm máy cho các bạn xem nha. Rồi hai anh em mình bắt đầu đi đuổi cả nhà. Thì đuổi cả cuốc này cũng dễ lắm nha cả nhà. Vị trí mình việc pha đèn thôi, pha đèn đi tới. Cái gì hơi tối thì cả nhà thông cảm, tại này mình quay buổi tối. Nên là nó hơi tối nha cả nhà. Rồi hai anh em mình đi đuổi nè, này bữa hổm đuổi bữa hổm không có, hai anh em đi chụp chuột luôn. Dòng là đêm nay kiếm hơn chục con, trên chục con nha cả nhà. Ê có con có đó đó, Tâm mới bay trước kìa bạn ơi. Này chắc có lý rồi. Thấy có hai ba con bay nữa nha cả nhà. Anh đi chậm hay đi cao lên nữa? Đuổi cà cuốc này cũng đã lắm nha cả nhà, vui lắm. Gần tới lưới hồi cái hai nên mình siết. Đuổi hai đầu nha, đuổi đầu dưới này dài lên, hồi ở trên mình đuổi dài xuống nè, tại nghe mình nó văng giữa ruộng. Dùng mình đây có hai anh em mình là đánh theo kiểu này, số người ta không biết nữa. Mình cũng học hỏi, em mình cũng học hỏi của mấy bạn ở mấy vùng khác. Nó bài bên bển đó Tâm. Chạy hả? Xíu chưa? Có dính không Tâm? Ê, nhìn thấy có dính vậy Tâm ơi. Có dính không? Anh thấy có bay hả? Chắc hơi cao, hơi vừa đó. Cao rồi 80. Hồi cứ ngã xuống bớt đi. Này cao rồi. Qua đầu kia kéo. Kéo xuống chút đi. Một con nghe cả nhà. Trời ơi, mưa xuống sụp rồi. Rồi đấy nghe mình nói. Còn
ta lướt xuống được. Ra ngoài kia ấy dài vô không? Một con nha cả nhà. Qua đây thả qua thôi, cái cây ở trên cửa lớn nè, trên đây. Rồi nó kêu hút hút chẳng hay gì cả. Ủa này cao quá sợ nó bay hút. Nó bay dữ. Rồi đây anh em mình nó hạ lưới xuống các bạn ơi. Cao quá cao. Kêu hay vậy. Rồi đây anh em mình hạ lưới xuống nha cả nhà. Nè ta lưới nha. Có dính thì quay mấy bạn xem về sửa hay không. Rồi nào có dính mình bấm máy cho các bạn xem nha. Này sửa lưới là hay lâu nữa rồi. Nãy ngày mình giăng cao rồi định bắt việc quay có việc chừng 3 con việc là đủ vốn nha cả nhà. Giạt rồi luôn mà. Bắt giạt rồi luôn mà không có rồi thôi giờ hạ lưới xuống bắt cà cuốc nha cả nhà. Nãy cà cuốc nãy thấp quá bà dưới rồi. Rồi hồi chút xíu nữa đi đuổi ra ngoài đuổi vốn cái nữa. Nó bay hút rồi, giờ mình cho ngoài được lại. Một con nè cả nhà, rồi. Đó, nha. Trốn mày. Đó. Được một con. Rồi, nay mình tiếp tục đi đuổi cả nhà. Được một em rồi. Hy vọng là anh em mình đuổi được chục con rồi có giống nha cả nhà. Rồi anh em mình tiếp tục đi đuổi cả nhà. Bọc ra đằng sau rồi nè. Nãy ở ngoài ở nhà mình đi dài ra này mình ở trong này đi dài vô trong nhà nha. Quá nước cả nhà. Quá trời khúc này nước rồi. À, nó kêu quá trời kêu nè. Rồi chút xíu nó cận cảnh rồi quay cho các bạn xem. Đó quá trời nó bay lên luôn rồi Tâm ơi. Kìa kìa đó, đó nó giữa này nữa nè. Giữa này không ai đi chứ nó bay lên nè. Cái gì cứ gọi tiếp em. Cưng đứng đi trước anh Tâm ơi. Anh sợ nó bay mé nè. Quá bay lên. Đó đó nó bay lên đó. Ừ. Hy vọng là 90 con nha cả nhà. Này khô khô đỡ nè. Kìa nó qua bên đó rồi Mỹ bên rồi. Ừ nó tạt qua bên cái con kêu đó. Rồi cưng đi đi.
tối vì cả nhà thông cảm nha cả nhà, tại đặc thù nên là trời ơi phát hiện một xác chết của con vịt cái gớm quá. Này hồi chắc chưa, ở đó đấy nó bay trở lại kìa Tâm, rồi hồi chút xíu đuổi lại nữa ha. Ừ khôn quá nó bay trở lại bạn ơi. Ủa, nó bay trở lại mấy con rồi trời. Đó đó bay tới đó. Rồi nó bay bên kia rồi Tâm ơi. Trời ơi nó khúc này có anh nhóc chân nè. Ê để từ từ Tâm ơi, khúc này có anh nhóc chân luôn. Ê mình chụp được con luôn nè cả nhà ơi. Ê mình chụp được một con luôn. À ha ha ha. Ướt nhẹp cái quần mình hết trơn rồi. Hả? Dính không? À, đây con nữa, gọi gọi bay rồi. Rồi khúc của anh đây con nè. Quá đã cả nhà ơi. Ôi, ướt nhẹp mình mấy chân rồi. Rồi tối này về tắm lại rồi. Bún nhẹp mấy vậy? Ồ nó bay lên, bay ngang như nữa. Nó khôn quá hả? Cái gọng anh để mì đắng á. Ê đang con nữa nè. Nó vô ấy rồi, nó vô túi rồi. Đây con nữa. Đây mình bắt dính con nữa nghe cả nhà. À, chú Tấn hồi chiều đi đuổi vịt ông bắt hai con gặp Văn Lý đó. Ông bắt luôn đi. Bắt đi, bắt tới đâu anh quay tới đó. Hình như là 6 con với mình chụp con là 7 con nha cả nhà, để hồi tổng kết rồi. Này đuổi con nữa đó. Nó bay lại nhóc kìa. Con này đâu bay qua trời, bắn lại qua hay bay qua. Nó bắn vô túi rồi. Túi nè, phải cái hướng nào bay hướng nào nó giúp mình rõ. Được bay qua nữa. Kỳ vậy. Ừ, nó bay hướng nào không dính chân á. Nó nghe kêu đó, nó bay hoài vậy đó. Bà mẹ hồi chiều mình là văng mà cái lung nó dính nhiều hoài mà cái văng này đó tập nó kinh, em sợ mắc cái lưới nữa. Không mắc đi nữa mà mình đi thăm nó xa xui á. Ngoài đó người ta lên ta gỡ lấy gì ai đâu thấy. Mấy thằng chạy dưới ghe á. Dính lên gỡ à. Nó quay chưa? Đang quay ha. Đang quay. Đây cả nhà bạn ơi được một con đây em hai chụp con. Hai con nha cả nhà. Vô mánh. Ý. Kìa trước kìa. Đây, em này mới bự nè nghe mấy bạn. Ôi con nó bự kìa. Con này nó mới nặng hơn mấy con này. Đã. Con này là mấy con cái nè, mấy con đực cũng không bằng con cái. Mấy con này mà ruti còn gì bằng hết mấy bạn. Cà chua, dưa leo rồi, xà lách son rồi ha mấy bạn. Lóc dĩa. Có đá luôn. Đây, một em, hai em đi chung một đường đây. Trước dãy liền mấy bạn. Thấy nó chạy thấy ham luôn, chạy chụp liền.
Mấy con nó chạy không đâu qua hả? Bay nha. Tại nhầm con gì đó, nhầm con nó mình xiết tới bên nó quá nó ngọt quá vậy đó chứ nó bay. Con này nó quắn sao hết mình gỡ rồi. Chắc lủng lủ lứ quá. Cái này mà phải gặp chẹp là nãy nó chạy nó ùa như cưng là vô mấy con nữa đó. Ừ, như hai nữ nha. Ừ. Chứ sao tại anh dép nó uống mình mấy anh ướt nhẹp chân rồi nè. Tại nãy em nó gọi nó cái chừng tôi dép nó thấy đó. Nó búng. Dính bảnh dính qua nó đập chứ. Ừ. Để em vào bảnh. Vào bảnh đi. Bảnh lên quay lại. Đó em mới văng lần đầu em gỡ vậy xong nó gắt lý trời, không kêu ngọn trời. Ừ, gỡ ngược lại chứ. Nó vô bên nào mình gỡ bên đó, vô bên đây mình gỡ bên kia kêu nó gắt. Ê. Nó đuối rồi. Lấy cây gọng lại không? Nên lấy vậy? Ừ, không mấy anh lấy đi. Lấy đi em gỡ. Sợi cầm không được á. Ờ, mình lấy đi con này cũng mập nữa nè. Ừ, đây con mập nữa, để mình lấy rồi lại mình quay cho bạn xem nha. Lấy gọng lại đi nha. Đây đây đủ lần khó lắm. Sảy ủng. Đây nghe cả nhà. Cái này coi 2 4 5 con. Thấy không? Ừ, 5 con. Ừ. 5 con chứ nãy mình đuổi quận đầu được con nữa nè. Con nữa. Còn kỳ quá các bạn ơi. Được 6 em rồi đó. 6 em. Sáu em mình đang đánh con nữa ha, đánh con nữa nè, đánh con nữa. Đi túi rồi là lụm được. Thì cái gì dằn nãy đuổi ra được mấy con nữa. Cố tình tính bắt mấy con vẹt. Vẹt vui quá. Như mấy con vẹt bay cao quá. Sào này có 6 mét mấy. 6 mét mấy mình cắm xuống mình dằn. Cái này còn 4 mét. Không biết dưỡng. Ham quá, thấy ham luôn đó các bạn. Chạy giờ mình mấy nhẹ chân hồi vô tắm lại nữa rồi. Búng lên tới đầu. Cái này chưa vô mùa mấy bạn, chứ tới mùa á nhiều khi cái đáp lưới 40 mét này nè mà hai anh em mình năm ngoái đánh con mẻ đó mà tại mình chưa làm YouTube mấy bạn. Đánh mẻ đó đâu là 60 con cà cuốc, dính thì mấy con cò thì thêm một con gà nước nữa các bạn. Mình không có thổi nha các bạn, này mình văng ở trên đồng lúa người ta cắt rồi các bạn, rồi cái mình đuổi nó bay vô các bạn. Cái này phải nãy anh đem máy anh túc ha. Này có máy túc chắc bộ có dính nữa. Rồi xong anh em mình đi vô đi chích cá đi xịt cá cả nhà, rồi có dính nữa mình bấm cho bạn xem. Ây da. Dạ, mình vô mình đi xịt đi hai gam hả, đuổi nữa nha ha. Hay là đuổi luôn. Ai biết đuổi đuổi. Đuổi luôn đi đang đuổi quần nữa đi ha, chân hơi xịt cá. Rồi con này con thứ 8 nha cả nhà. Chắc hai anh em mình đi đuổi cái nữa cả nhà. Đuổi quận nữa hy vọng là kiếm được 4-5 con nữa nha. Gió này thổi vô anh thấy cái tụng nằm nó chăng không ha. Ở ngoài ở trên kia bay vô con nào bay mạnh dữ lắm mới dính, còn nó bay vừa vừa là nó dội lại ha. Tại cái tụng nằm nước ngoài này nè, gió thổi nè. Trời đứng gió nó dính được hai bên. Mấy con mình đuổi đạt ra đó cái viên về mà ngày mai là mình về để đắp thô nè. Hút nước ra có nước nó mới ở, cái con này nó ở cái chân ướt nó hút nước ban đêm á, khô quá nó không chịu, khô quá nó ở đi mà có mấy con mập quá mà. Rồi anh em mình sửa lưới lại đàng hoàng rồi đi đuổi tiếp nha cả nhà. Đây là một quận được nhiều nè các bạn, hai quận chơi quận ga nãy được con ga nãy ăn con, còn giờ này nè 8 con hay chưa, 8 con, 2 4 6 8 con, 8 con cả nhà. Rồi, để đây đi. Rồi hai anh em mình tiếp tục đi lùa quận 2 nha cả nhà. Nãy nó quay trở lại quá trời rồi. Giờ hai anh em mình tiếp tục đi đi đuổi nó nè. Ôi ơi nó búng lên tới đầu luôn rồi cả nhà ơi. Đó đó, trời ơi khúc cho anh này nè. Đó đó. Nó đâu đây nè. Để giờ này mình làm quá nó cũng đi chân à, cho nó lòng vòng 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 miếng đất này mình dễ bắt, bay tới mình luôn rồi.
ơi. Ừ. Rồi chút xíu nữa xuống tới dưới. Bấm máy cho mấy bạn xem nha. À, chụp dính con nữa cả nhà ơi. Nó chạy nhanh quá trời, bấm máy làm kịp. Dính con nữa nha. Hên quá, hồi là đắng mình bấm máy tiếp. Giờ này tới nước cút rồi cả nhà ơi. Tới nơi cả nhà ơi. Ôi, cầm cái gập nữa, không bấm máy là được. Nè, nãy mình chụp dính con nè. Rồi, không quận chụp đơn con. Quận này anh em mình đếm đâu nè. 4-5 con vậy. Im rồi. Im rồi, được chục con là mừng mấy bạn ơi, cỡ này mùa này không phải mùa của nó. 5 con thôi mà. 5 con thôi. Thấy trước mắt là 5 con đó. Vậy là được 5 con phải. 5 con với anh bắt 1 con nữa được sao? 5 con với 1 con chụp nữa là 6. Ở sao còn ngốc chưa biết gì, nãy mình văng cà lưới ngoài lùng nó ngon rồi nè. Ừ. Hồi chiều phải biết nhiều gì vũ kịp luôn, biết gì không, căng cà lưới nữa bên này nè. Ừ. căng giữa này nè, nó bay qua bay lại dính rồi. Cho bay đường nào cũng chết chứ. Bay gì? Tại mình dư lưới mình tới 4 tay rồi. Của em chứ kịp nhập lại là 4 tay lưới luôn đó. Còn nữa mập hết biết mập rồi. Sợ chiều sợ gió hư tay lưới không nên không dám chứ. Phải bỏ uổng dữ rồi. Bỏ lại bữa ông mắp đất này hết làm được rồi. Lên cầm cho. À, mập lắm nha cả nhà. Nữa người ta sửa. Con này nữa sửa mình đâu văng được. Văng à, quận như giới chụp lên con. Coi ghê nó có nằm dưới chân không? Không. Anh dính dính chút này nước rồi không? Ê con lấy nước chứ. Ơi ơi. Bay ngược lại đây con nè Tâm. Hên là giấc tối nó không thấy đường bay. Bay vô lưới nữa bạn ơi. Bay vô lưới hên em mình chụp lại được. Ủa vậy là 6 con luôn. Thằng đó 1 con nữa. Ừ. Là 6 con. Đừng gỡ nãy giờ mấy con rồi, 3 con rồi đó, 4 con, 5 con. Con chụp nữa 6 con đó. Con bắt nữa là 6 con đó. Ôi ơi. Mày. Quay trở lại liền chứ. Bởi vì mấy con dính ở trên, hồi nãy gỡ mấy con trên trước hả, gỡ mấy con túi. Ừ. Mấy con túi không có sức mà mấy con trên trước. Con không biết vô đường nào nữa trời. Nó khô mấy ngàn hàng, nó thấy tới được nó bay lui. Mấy con không quắn nó bay lui lại được. Ừ. Dính túi dưới hay túi trên, nó thấy được. Thấy được, gỡ con này nổi. Cái mặt nằm chỗ nào đâu. Rồi như nó vậy đó. Không thấy gỡ cũng được gì mà nó gắt lớn cũng. Cái này mới mua. Từng một chút thôi cái cũ cũ rồi sẽ gắt rồi. Gắt hai mặt lớn, một hai mặt của nhà nhà vậy. Rồi thấy à? Nó đúng rồi đó. Thấy được rồi, thấy ra được rồi. Quá đã cả nhà. Bây giờ vô trong đũa ra nữa không thôi. Chứ vô trong con số nè. Mấy con bay cao hơn chứ nó bay tắt rồi đó, nó bay bọc lại á. Hay là đủ ngoài nữa. Tính hơi đi xịt chắc nghỉ mấy bạn ơi. Này chắc nghỉ xịt quá, này xịt chắc đủ mau bạn à. Ơi. Chắc anh em mình gỡ xong này chắc anh em mình cũng xin kết thúc clip này ở đây để đuổi mấy đợt sau có mình up thêm clip đợt sau nữa. Tại này nó cũng hơi dài quá mấy bạn coi nó lỏng. Nãy giờ còn mình tính xương xương cũng 14 15 con rồi. Được không này? Được không? Được, con cầm. Coi nó có sụ xuống với con này không nha. Không. Nè, con hai đứng đây, chở qua đây tới rồi. Còn không tới đưa chim chim em phải rồi, em qua đây. Nè, chim đây. 2.000 đừng buông bậy nha. Rồi, buông. Rồi. Để chưa có mặt rồi nè. Nè, thấy mấy bạn thấy không? Đó, ôi, thứ này nhậu còn gì bằng mấy bạn ơi. Đáng tiếc mình không nhậu mình rồi. Mà. Bỏ vô đi. Con này bự nữa nè ha. Ừ. Đó, mấy bạn thấy mấy con đó là mấy con cái đó bự lắm mấy bạn. Con này là mấy con đực. Rồi nha, mình bỏ vô nha. 1 2 3 4 5. Còn con trên lưới nữa 6 này. Đúng rồi, là 5 dính 5 con anh chụp con. Con này mập lắm nè,
quá mập các bạn ơi. Ừ, con này mập luôn kìa. Trời ức chà bá. Dính chừng chục con này thôi sống dày. 6 dư nãy 8 hả? 14 con nha cả nhà. Chuyện mình văn mình giá có 10 hả mấy bạn mà giờ hút chỉ tiêu luôn rồi. Hút chỉ tiêu rồi. Hết biết có con mập. Rồi. Rồi bỏ vô nha các bạn. Rồi thôi để coi cái kênh nó còn rớt với cái nè nè. Nó đi đi bên đó không á, nó không đi bên đây đọc cho lớn cái đứa mới nè, lớn đó lớn cũ đó mà đi đi bên đó luôn đó. Rồi thôi chắc anh em mình cũng tính đi xịt rồi mà thấy này là ham quá trời các bạn ơi, đánh có nè. Thì anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Thì cho anh em mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha, và đừng quên nhấn nút đăng ký như là cho anh em mình nút like, nút chia sẻ để anh em mình có thêm động lực như để tinh thần để làm những video tiếp theo nha. Đây. Giác được nhiều rồi các bạn ơi. Thôi mình sẽ làm giác nữa. 14 con nha cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn cả nhà ở clip sau nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.